Nên chúng ta học sang cái chương mới nhé. Cái này là chương nó về quản lý biến nhớ ở trong trong Python như thế nào. Đấy, thì đây là một cái chương theo tôi là phần này là phần gần như là tổng kết lại những cái phần mà ta đã biết từ đầu giờ đấy. Cái phần bài này là theo tôi là quan trọng. Những cái bài này nó cái chương này nó cho ra hiểu cái cách làm việc, cách hoạt động của cái môi trường lập trình Python, và từ đó chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều thứ. Nhiều thứ khác nữa từ cái bài này, từ cái chương này. Rồi, tự ý của chúng ta thì chúng ta cần phải trong Python chúng ta thường ra những cái lệnh, ví dụ như là x bằng 1 chẳng hạn, đấy, hay là a bằng 1, 2 như thế này. Thế thì các cái lệnh đó là các cái biến, đúng không? Các cái biến. Thế thì cách mà Python nó quản lý cái này như thế nào, đấy. Và khi mà chúng ta hiểu nó thì chúng ta sẽ phân biệt được là nó khác biệt, nó cách quản lý biến của Python nó hoàn toàn khác so với cách quản lý biến của Pascal và C. Cái điều này là cái điều mà đây là Python này, đây là Pascal này và C. Từ trước đây chúng ta vẫn quá quen cái môi trường Pascal, môi trường C, mà chúng ta quen cái mà chúng ta cứ hiểu cho luôn hiểu là các cái biến nhớ ở trong Python cũng giống như là Pascal và C. Cho nên là nó do hiểu như vậy, nhưng mà đây là cái sự nó sự khác biệt. Khi chúng ta hiểu rằng là nó giống hệt Pascal và C thì chúng ta không thể giải thích được rất nhiều cái hiện tượng, rất nhiều cái việc mà chúng ta cần xử lý trong Python. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét nhé. Thì cái phần đầu tiên này là ta sẽ phân tích một chút là cái cách quản lý biến trong Pascal C. Trước là có một cái bài ngắn ngắn như này để chúng ta phân biệt trước đây nhé, xem nó là cái gì. Sau đó trong quá trình làm chúng ta sẽ thường xuyên so sánh giữa bên Pascal và C và Python để thấy rõ là cái sự khác biệt giữa hai bên là nó rất là khác nhau, nó rất là khác nhau. Thậm chí là tôi đã từng xem một cái bài giảng của một cái ông chuyên gia ở nước ngoài, ông bảo là ở trong Python không có khái niệm biến, thậm chí như vậy. Nhưng mà đấy là cái nói vui thôi, nó vẫn là biến, nhưng mà cách quản lý nó khác biệt. Rồi thì chúng ta hiểu trong Pascal và C như nào nhé. Bây giờ giả sử tôi viết là x bằng 1 thì trong Pascal và C nhà khi chúng ta nghe đây là cái bộ nhớ đây nhé, đây là cái bộ nhớ đây. Thì khi mà chúng ta đặt cái lệnh là x bằng 1 trong C đấy, hoặc trong Pascal x bằng 1 như này nhé, đấy mình là thì nó làm thế nào, thì lập tức là máy sẽ tạo ra một cái vùng bộ nhớ đặt tên là x và gắn cho nó chỉ là 1. Thì đây là cái vùng ngoài này nhé. Đấy, thì đây là cách mà Pascal và C là quản lý cái khái niệm biến. Như vậy là trong C và Pascal thì cho hiểu là như vậy là biến ấy. Biến là có thể hiểu nôm na nó là một cách đặt tên cho một cái vùng hay là một cái ô nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu. Đấy, đó là cách mà ta sử dụng. Tôi biết là x gì bằng x cộng 1 thì sao, thì lập tức cái số này là nó đổi thành 2, nó tăng thành 2. Cái vùng bộ nhớ nó vẫn ở đây. Khi thì viết là x trừ 1 thì kia mà thấy x nó vẫn là chính cái vẫn là cái vùng này không thay đổi gì cả. Đấy chứ ạ. Đó thì đó là cái cách quản lý ở trong C và Pascal. Thì cách quản lý này là cũng rất dễ hiểu. Thì chúng ta có hiểu rất dễ hiểu. Thì bây giờ chúng ta đến như điện tôi đây cho các bạn xem lại tôi vừa mới xem lại cái định nghĩa khái niệm biến của hai cuốn sách lớp 10
chứng khoán lớp 10 hiện nay đấy, mới này, của một bên là bộ sách Cánh Diều, một bên là bộ sách của kêu trí thức nhà xuất bản giáo dục. Ta xem lại cho các bạn xem cái hình ảnh của cái định nghĩa của hai bộ sách đó nhá. Đây này, tôi chụp đây rồi. Đây là sách của Cánh Diều này, thì định nghĩa như thế này. Đây. Biến là tên một vùng nhớ trong quá trình thực hiện chương trình, giá trị của biến có thể thay đổi. Ta phải dùng biến lưu trữ dữ liệu cần thiết cho chương trình. Thì câu đầu thì không có gì là hiểu rồi, nhưng câu sau này, câu sau là gì, là biến là tên một vùng nhớ, được chưa, trong quá trình thực hiện chương trình giá trị biến có thể thay đổi. Thì đây chính là định nghĩa biến trong chương trình. Đây là cái cuốn sách nhà giáo khoa lớp 10 mới đấy của bên Cánh Diều. Vì chúng ta xem cái định nghĩa biến của trong cái bên nhà xóa dục nhé, cái đó tri thức. Đây, tôi muốn chụp ảnh này. Đây là cái biến, đây là cái định nghĩa. Biến là tên một vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị dữ liệu và giá trị đó có thể thay đổi khi thực hiện chương trình. Đấy, mà như các bạn biết như vậy là ở đây là cả hai cuốn sách đều định nghĩa biến theo đúng định nghĩa mà chúng ta xem ở đây. Đúng định nghĩa mà chúng ta xem định nghĩa đối với Pascal và C. Biến là một cách đặt tên trong vùng nhớ và nó dùng để lưu dữ liệu. Nếu mà tôi đặt một cái biến a, ví dụ như là array chẳng hạn, array ví dụ là 120 chẳng hạn, tôi lấy ví dụ nhé, đây là ví dụ thôi, thì nó sẽ tạo ra một cái vùng nhớ, nó có 20 cái ô nhớ như thế này, đúng không? Đấy, và cái A nó nằm ở đây, địa chỉ của A nó vẫn nằm ở đây, thực ra nó vẫn là địa chỉ của ô nhớ, nhưng A nó chỉ chọn vào cái ô mà đầu tiên, nhưng mà vẫn có 20 ô nhớ nằm ở đây. Đấy, thì vẫn là một vùng bộ nhớ, được chưa? Như vậy là cách quản lý biến ở trong C là như vậy, trong Pascal. Như vậy là ở trong C và Pascal thì khi chúng ta tạo ra cái biến x là một cái biến nhớ, là một cái biến tiếng Anh nó là variable, tiếng Anh nó là như này nhé, được chưa? Thế thì chúng ta hiểu nôm na là x là cái gì, x là đặt tên cho một cái vùng một đối tượng mà nó có hai cái, một cái này là địa chỉ ô nhớ mà nó đây là cái giá trị cái anh nó là location, là cái địa chỉ nhé, đây nó là value. Thế như vậy là đó là khái niệm biến ở trong, như vậy là trong mỗi một cái biến ở trong Pascal và C là nó cố định với một cái địa chỉ ở trong ô nhớ. Cho nên cái định nghĩa mà tôi vừa xem cho các bạn xem là đúng với trường hợp Pascal và C đó rồi. Như vậy là cả hai cuốn sách đó đều viết cái định nghĩa biến theo cái suy nghĩ cũ là suy nghĩ là Pascal và C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Python và cho thấy là nó sẽ khác, được chưa? Nhưng đây là ấy nhá, đây là cách quản lý biến nhớ cho Pascal và C. Bây giờ chúng ta sang xem tiếp phần tiếp theo là 4.2 biến trong Python. Sẽ biến cho Python nó dài lắm, nhưng mà thôi tôi cứ đưa ra cái định nghĩa đầu tiên đã để cho chúng ta hình dung nó là cái gì, được chưa? Được rồi. Thế thì mà biến này nhé, bây giờ giả sử tôi trong Python tôi viết là gắn x bằng 10 chẳng hạn, thì nó là cái gì? Đấy. Được chưa? Thì như sau này. Thì lập tức là nó sẽ tạo, thì cái này nó tạo ra một cái đối tượng, được chưa? Và cái đối tượng này sẽ lưu trong bộ nhớ máy tính.
Được chưa? Đây thì bây giờ cái bộ nhớ đây nhá. Nó tạo ra một cái đối tượng x gì đấy nhá, đối tượng một object, gọi là một object, object mà trong Python, các bạn biết rồi, trong Python nó có rất nhiều cái khái niệm các thuộc tính của nó khác, nhưng mà cái object này này, object này mà nằm trong bộ nhớ này thì nó sẽ có, nó có tối thiểu là bốn cái ấy, nó có 40 ngăn. Tôi có tặng người ta chia thành 4 ngăn như thế này nhé, 4 ngăn. Thì ngăn này này, ngăn này là type, là kiểu của dữ liệu này. Vì tôi gửi chỉ 10 thì đó chính là gì? Đó chính là dữ liệu là nguyên. Này, cái ngăn này là ngăn là value là cái giá trị của cái kiểu đó, kiểu cái đối tượng dữ liệu đó. Cái ngăn này này là ngăn nó đặt tên là nó là location là chính là cái địa chỉ, đây chính là cái địa chỉ cái ô nhớ mà đối tượng này này nằm ở trong cái ô nhớ. Nhưng mà nó chỉ là một cái thuộc tính nhỏ của cái đối tượng này thôi, và cái ô nhớ và cái thuộc tính cuối cùng của nó là nó có một khái niệm rất quan trọng, khái niệm nó gọi là reference card. Anh kỹ hơn là reference card. Này chúng ta sẽ hiểu sau nhé. Đây là một cái thuộc tính vô cùng quan trọng của khái niệm đối tượng ở trong bộ nhớ, trong bộ nhớ của Python. Như vậy nó có bốn cái chứ không phải như là ở trong cái này nó chỉ có một là chỉ có hai là địa chỉ và value, mà cái địa chỉ nó gắn liền với x này luôn. Chuyện x là chính là cái là cái tên của một vùng nhớ, có phải không phải? Rồi bây giờ tiếp chưa? Rồi thế bây giờ khi mà chúng ta tạo rồi thì nó sẽ tạo ra một cái biến x, một cái name x và nó trỏ vào đây. Đấy, chúng ta như vậy ở trong Python thì một cái biến nó chính là một con trỏ, một cái name trỏ một cái đối tượng. Cái đối tượng này là cái chúng ta đây thêm một chút hơi khó một chút nha. Cái khái niệm đối tượng ở trong Python nó có hai cái từ đối tượng mà chúng ta chú ý, cái từ object ấy. Một cái từ là nó gọi là Python object. Đây là cái từ chỉ cái khái niệm mà đối tượng chung của ngôn ngữ lập trình Python, nó không phụ thuộc vào một cái cụ thể, vào một cái nó chỉ thuộc vào ngôn ngữ lập trình này. Đây là cái khái niệm mà là cái đối tượng Python chung. Được chưa? Bây giờ cụ thể hơn, có khái niệm thứ hai là khái niệm nó gọi là P object là cái gì? Đấy. Thì P object là gì? Đó là cái đối tượng, một cái đối tượng trong một cái thể hiện cụ thể. Cụ thể của ngôn ngữ Python. Cái này mình nói luôn, nhưng vì sao lại như vậy mình nói. Khi mà cái ông tác giả nghĩ ra cái ngôn ngữ lập trình Python ấy, thì ông ta nghĩ ra cái khái niệm là ông ta định nghĩa các cái về mặt ngôn ngữ lập trình ấy. Ông ta đặt ra cái tên Python object. Thì bản thân ngôn ngữ lập trình ấy nó không phụ thuộc vào một cái cụ thể. Vì Python có thể là Python trên Windows, Python trên iOS, Python trên Android vân vân. Bạn có thể, vì Python là ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ lập trình bắt nguồn mở, cho nên nó có thể có rất nhiều các phiên bản Python khác nhau. Được chưa? Khi chúng ta định nghĩa một cái từ là Python object thì có rất nhiều bản Python khác nhau có thể hỗ trợ cái này. Nên là Python 1, Python 2 nó cho phép mở, mà cho nên là người ta có thể tạo ra nhiều các cái phiên bản Python khác nhau cùng hỗ trợ cho ngôn ngữ lập trình Python. Được chưa? Thì cái mà chúng ta hay dùng nhất ở đây này, trong thời nay cái phiên bản hay dùng nhất là cái phiên bản mà được cài đặt ở trong
trên 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 Windows chúng ta, cái bản tôi đã dùng cái này, mà các bạn đã dùng bản đó thôi, thì cái bản đó nó gọi là C Python, là cái bản gì, là cái bản được xác định trên ngữ, được lập trình trên ngữ C và là mã nguồn mở. Thì trong cái bản C Python này này, thì đối tượng này nó đặt tên là P P P object, nghĩa là một khái niệm chỉ đối tượng này, nhưng mà nó cụ thể hơn trong một cái phiên bản cụ thể, nó sẽ được là đến hay hay quá. Được chưa? Rồi, như vậy là như sau này. Được chưa? Như vậy là khi mà chúng ta xác định x bằng 1 nhé, x bằng 1 thì như sau, thì là x là một cái tên và trỏ vào một cái đối tượng, đối tượng này là nó là một cái đối tượng, một cái object, và nó có 4 ngăn. Nó thuộc kiểu gì này? Nó có giá trị là bao nhiêu này, value là bao nhiêu này, nó có cái nó có cái location là địa chỉ này, địa chỉ mỗi đối tượng nằm nó có một địa chỉ, và nó có gì, và nó có cái một cái nó là reference cao. Để tôi nói sau nhé. Được chưa? Rồi. Thì đó là cái mà là như vậy, là rất là khác biệt. Thì khi tôi có đặt tên lại xị bằng một rồi, thì khi mọi khi mà tôi xử lý chữ xị, nó ra xử lý với đối tượng này, được chưa? Thì cái type của này có thể biết được thông qua cái lệnh là type time x, còn cái value này thấy ngay, tôi x tôi đặt x này là nó ra ngay, đúng không? Còn cái địa chỉ này này, địa chỉ này chính là cái id id của x. Còn cái này tôi nói sau nhé, cái này tôi nói sau. Đây, bây giờ chúng ta thử luôn nhé. Này, khi tôi x mà tôi gắn bằng 10 chẳng hạn, thì đây time của x thì là mô tả nó chính là cái kiểu của cái đối tượng mà x nó trỏ vào, đúng không? Bản thân x là 10 là đành rồi, thì x đây bằng 10 là máy nó báo, máy nó trả lời là true, đúng không? Còn cái địa chỉ, trong bộ nhớ thì chính là cái id. Đây, id. Đây chính là cái địa chỉ, là cái vùng bộ nhớ mà lưu cái đối tượng là 10 này. Đấy. Được chưa? Còn cái gọi là cái reference cao, tôi đang nói sau, ý nghĩa của nó sau, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta hình dung được rồi nhé, bây giờ này nhé, bắt đầu khó đây. Bây giờ tôi làm tiếp tục nhé. Bây giờ tôi này, bây giờ ở trong Python tôi viết là x bằng x cộng 1 thì như thế nào? Đây. Đây thì như thế nào? Đây nhá. Khi mà đây giả sử đây là tôi đang ở trên này, tôi lại xì 10 nhé. Đây tôi đang giả sử đây tôi lại xì 10 đây. Xì bằng 10. Được chưa? Xì 10. Thì tôi máy tính nó tạo ra một cái đối tượng này. Cái đối tượng này là một tượng nằm trong bộ nhớ nhé, một đối tượng thực tế luôn. Khi gọi x cộng 1 nhé. Thì vì cái đối tượng, vì cái kiểu dữ liệu là nguyên này, là kiểu dữ liệu là bất biến, cho nên cái này nó ít chỉ thay đổi, thì nó không thể thay đổi. Cái này là cái đối tượng bất biến, là không không thay đổi cái value của nó, là nhớ lại khái niệm là đối tượng là dữ liệu là bất biến nhé, nó là immutable object, thì các đối tượng số nguyên, đối tượng string, đối tượng tuple là đối tượng nó gọi là immutable, là đối tượng là bất biến, mà bất biến thì cái value này không thay đổi được nữa. Cho nên khi tôi gắn xì vào một này thì không phải là value tăng là một nhé, value của nó nên trích ra là 10, nó vẫn là 10 nhé, chúng ta chú ý nhé, khác hẳn với C, với C và Pascal. Khi tôi đặt xì bằng x cộng 1 thì nó tăng lên, thì xì tăng lên vẫn nằm ở vị trí đó. Tôi sẽ xem lại đối với Pascal nhé. Này, khi tôi viết là x bằng x cộng 1 thì cái ô lớn vẫn vẫn thế, và nó tăng giá trị lên lên 2, thấy không nào? Đó là đối với Pascal và C. Nhưng mà khi x cộng 1 thì cái địa chỉ của ô nhớ của x vẫn không thay đổi. Bây giờ chúng ta quay lại cái bên 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 này nha. Này, khi mà tôi gắn x cộng 1 đấy, thì
Thì giá trị của bên bên trái bên phải thì nó là 11 và nó không thể nằm ở đây được nữa. Và như sau, máy sẽ tạo ra một cái đối tượng mới. Đối tượng mới hoàn toàn nhé, đối tượng mới hoàn toàn. Nó tạo ra một đối tượng mới hoàn toàn nằm trên một địa chỉ khác. Và giá trị của nó là 11. Đấy, một đối tượng khác. Và x bây giờ sẽ được trỏ vào đây. X không trỏ vào cái thằng cũ này nữa nhé. Khi tôi gắn x với x cộng 1 thì là máy tính tạo ra một cái đối tượng mới tinh với cái địa chỉ là khác hẳn luôn. Đây địa chỉ đây, đây là ID của nó đây, đây là ID. Thì ID cũ này khác ID mới nhé. ID cũ này là mới này là khác nhau. Đối tượng này là hoàn toàn khác biệt với đối tượng cũ. Được chưa? Đó. Và đây, thì bây giờ tôi sẽ nói luôn cái khái niệm là reference count đây. Đấy, reference count là như thế này. Đây. Như vậy khi được x và x cộng 1 thì lập tức là x nó trỏ vào một đối tượng mới. Được chưa? Cái reference count là cái gì? Cái reference count là chỉ ra cái số lượng các cái tên chỉ vào đây, chỉ trỏ vào đây. Khi tôi đặt x bằng 10 ở trên nhé. Khi đặt đầu tiên tôi đặt x bằng 10 ở trên nhé. Đây này. Thì cái reference count này, này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 1, chỉ là có một cái biến, một cái biến chỉ vào đây. Được chưa? Rồi thì tôi đặt x bằng x cộng 1 nha. Thì tôi tạo ra một cái biến mới. Vậy x nó chọn vào đây thì cái biến chỗ này x cao này nó bằng 1. Và cái đối tượng cũ này là đối tượng 10 này. Nó vẫn nằm ở đây. Nhưng mà nó là cái này còn lại là 0. Đấy. Nó trừ đi còn lại là 0. Được chưa? Như vậy là cái biến cái tham số thứ tư là reference count là bằng cái số lượng cái tên hay là cái tên hay là cái biến trỏ vào đối tượng này. Được chưa? Đây bây giờ chúng ta thử nhá. Thì bây giờ tôi mới đặt là x bằng x cộng 1. X bây giờ sẽ là 11. Và nó không nằm ở vị trí cũ nữa. Tôi biết tôi kiểm tra cái bộ nhớ của nó nhé. ID của nó này. Đấy không? Cái ID cũ là cái này này. Cái ID mới là cái này. Nhưng mà hai cái x nó chuyển sang trỏ vào một cái bộ nhớ mới. Cái vùng nhớ mới không phải là không phải là vùng nhớ cũ nữa. Anh không nào? Đây là chỉ là một cái địa chỉ này. Đấy. Cái đây là cũ đây. Anh quả thấy không nào? Cho nên là nó đây là rất là khác biệt so với Pascal. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ lại bây giờ tôi làm một ví dụ khác nhé. Chỗ này chỗ là chậm cho các bạn hiểu. Cái chỗ này là chỗ cho tôi là rất là khó luôn. Ngày xưa khi tôi bắt đầu nghiên cứu cái này, khi tôi xem mãi tôi mới hiểu cái này. Mà thân mình thấy rất lơ mơ, nhưng mà về sau mình cứ xem mãi thì bây giờ thì hiểu hết rồi. Bây giờ tôi cực kỳ hiểu chỗ này, mà chỗ này cái mà các bạn phải hiểu chỗ này thì các bạn mới thông thoáng toàn bộ cái chương trình Python. Chừng nào mà chúng ta còn chưa thông chỗ này thì chúng ta không rất là khó thông. Bây giờ chúng ta làm bây chúng ta cái này gần lại nhé. Mình làm mà tôi làm x này x bằng 10 nhé, tôi viết lại nhé. X bằng 10. X bằng 10 thì sao? Đây. Khi tôi x bằng 10 thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng nằm trong bộ nhớ, trong vùng nhớ nào đó nhé, vùng nhớ nào đó. Máy sẽ chia làm 4 ngăn. Đây là cái ID của nó nằm ở đây này. Đây là giá trị là 10 này. Kiểu in này. Đúng không? Và reference count bằng 1. Đã có một cái biến trỏ vào đây. Rồi. Thế điều tôi viết tiếp là x bằng viết tiếp là y bằng x y bằng x thì sao? Đấy. Y bằng x
yêu yêu người cũng được, yêu người cũng được, hoặc là yêu yêu x. Khi tôi biết là yêu x gì, hay yêu 10 nhá, thì là sao? Thì khi yêu thì lập tức nó sẽ y đây, nó sẽ tạo ra một biến nhiều mới, là tên mới là y và cũng trỏ vào đây. Như vậy là hai biến nhớ được cùng trỏ vào một vùng của bộ nhớ, và cái biến cao này tăng lên 2. Thì bây giờ có hai thằng cùng trỏ vào một cái, được chưa? Đấy, như vậy là khi chúng ta gắn y bằng x gì thì có hai cái mà hai cái cùng trỏ vào. Khi y bằng 10 thì là khi vì 10 nó là khi có đối tượng đơn, nhưng khi 10 là khi tạo ra cái này, nó chính là cái này, chính là cái này. Bây giờ gắn tiếp là z bằng y thì nó sẽ tạo ra cái biến z, một cái biến một cái tên mới cũng trỏ luôn vào đây luôn, trỏ luôn vào và tăng này lên thành 3. Được chưa? Đấy. Như vậy là ở trong Python là cho phép là nhiều nhiều cái biến, nhiều tên cùng trỏ vào một cái bộ nhớ. Bạn thấy không nào? Cái này là khác biệt hoàn toàn so với Pascal và C. Tôi nói mở ngoặc ra tôi viết thêm một tí nhé. Trong C Pascal đây, x bằng 1 nó tạo ra một cái vùng bộ nhớ. Và đây là 1. Biến tôi gắn là y bằng x thì sao? Thì nó sẽ tạo ra một cái vùng mới ở bên này, nó sao chép cái y này, x là tạo ra một cái bên cái vùng nhớ mới cũng là 1, và đây là y. Ở trong Pascal và C thì không cho phép là hai biến nhớ là cùng trỏ vào một cái ô nhớ, vì trừ nó là còn trỏ, nhưng mà đây có trong Pascal và C thì nó không có. Như vậy là x sẽ trỏ vào đây, y sẽ là đây, x là tên của vùng này, y là tên vùng này, khác hẳn nhé. Còn ở trong Python thì là như vậy, cho phép là nhiều nhiều biến nhớ cùng trỏ vào cái cùng trỏ một đối tượng ở trong một nhớ. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Đây là lại x bằng 10 nhé. Và tôi kiểm tra id của x này, cái bộ nhớ này. Hai mốt năm bốn tám không sáu bốn sáu bảy ba chín hai nhé. Bây giờ gắn là y bằng x gì, được chưa? Tôi kiểm tra cái id của y nó vẫn thế, hai này là bằng nhau luôn, x và y đều cùng trỏ vào một đối tượng. Và ở trong Python chúng ta biết rồi là chúng ta có cái lệnh là có cái hàm is, hai hàm này, hai cái biến mà lại is là true ấy, thì là khi chỉ khi là cái id của x bằng id của y đó. Như vậy là gì? Như vậy là như sau này, như vậy là đây nhé, ở trong Python ấy thì hai cái tên khác nhau nhé, thì x mà là is y mà bằng true đấy, thì khi chỉ khi là id của x bằng id của y, hay là tương đương là x và y cùng trỏ vào một đối tượng của Python, được chưa? Đó. Đây, khi tôi biết y bằng x gì nhé, thì là nó biết tôi biết z bằng x gì, thì id của z cũng là nó luôn. Như vậy là ba cái biến nó cùng biết. Tôi sẽ có một cái hàm nó để kiểm tra có thể làm sao biết được cái reference cao được không nhé. Khi mà ba biến x, y và z cùng trỏ vào một cái chỗ này thì cái phần cao nó bằng 3. Sao có thể biết được cái này không? Thì chúng ta cái này hơi dài một chút, tôi viết từ từ chúng lại nhé. Thì chúng ta có một cái hàm như thế này. Đây, chúng ta phải import, chúng ta phải from uh,
long import import cái hàm là hàm ở address đúng không? Hàm from nhận hết thì tôi dừng trở lại nhé. Say time, say long. Tôi kiểm tra một chút nhé. Hay cái phải gọi đi đấy nhỉ, C type nhé, C type. Để tôi cũng copy trên mạng thôi, tôi viết lại chấm C long, C long chấm from, cái này dài một tí các bạn nhé, cái này biết đâu nó cứ sao thằng ba chân nó dài thế. Đây, tôi viết là id của z. Chấm value value sao nhỉ? Khoan đợi tôi một chút nha, để tôi tìm cái này, tôi tìm cái này nó hơi hơi lằng nhằng một tí. Thôi tôi tìm cái hàm khác vậy. Cái này tôi sau nhé, tôi tìm sau. Tôi chào thêm một tí tiểu nhé. Hơi lần nhằng một tí. Cái hàm này nó dài quá. Ít khi dùng cái hàm lắm, nhưng mà khi chúng ta cần phải tra cứu thì vẫn có thể dùng, để tôi nhớ lại cái chú pháp của nó vì tra lên mạng thì kịp ngay. Tôi muốn dùng xem lại chỗ này, tôi từng ghi vào đó trong máy của tôi rồi mà không nên, thật ra tôi có thể tìm một hàm khác cũng được. Đây, import c đây. Đấy, cái chữ hai này cái này nhé. Rồi sau đó là gì, cái hàm là hàm như sau. C hai là cái này thôi, chấm này C long đúng không? C long không chấm from dài quá address thì chỉ của ta là cái id là x là cái vùng nhớ đó, không chấm value đấy. Ôi hiện nay cái số 10 của chúng ta, một số 10 chúng ta nó có những 64 cái tên thôi. Vì sao? Là vì là cái này thì các bạn sẽ hiểu sau, thì ở trong chương trình của chúng ta nó có rất nhiều chỗ là nó dùng cái dùng đến cái giá trị 10 này. Vì tôi làm gì là lại một chút thôi ngay nhé. Đi, vì tôi biết là a này, 1 2 3, thấy chưa? Khi tôi biết a bằng a 1 2 3 là cái gì, là nó tạo một cái đối tượng ở trong trong bộ nhớ. Cái đối tượng nó là nó gồm có 4 ngăn. Một ngăn là kiểu dữ liệu là kiểu list, value là list là 1 2 3 đúng không? Cái địa chỉ của nó thì chỉ ở trong bộ nhớ, và cái reference count là 1.
Khi có biến A nó là một thì cái ID còn là cái D của A, nhưng tôi ký hiệu là ID, ký hiệu là địa chỉ DC đi, bằng ID của A. DC là cái địa chỉ đấy, địa chỉ trong bộ nhớ đấy nhé. Rồi thì tôi làm lại, tôi làm lại cái này, tôi kiểm tra lại cái này. Xem này, này là có bao nhiêu cái mà để mà ID đây là DC nhé. DC là cái gì? Đây là cái hàm mà để trả lại cái reference cao của cái biến của cái đối tượng A này. Thì cái cách làm là như sau. Cách làm là chỉ có bao nhiêu cái tên em được chỉ vào cái địa chỉ DC này. DC là DC chứ địa chỉ của A đây. Chúng ta nhé. A là một cái name này, chỉ vào cái đối tượng là 123 này, được chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ enter xem là bao nhiêu nhé. Một. Thì như vậy là đúng là chỉ có một cái mà chỉ có một cái kia một cái name được chỉ vào cái đối tượng là 123 này thôi. Đối tượng 123 là cái gì? Là cái đối tượng mà nằm trong cái bộ nhớ này này. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy. Thì bây giờ tôi viết là bây giờ tôi viết tiếp là B bằng A. B bằng A. Đấy, thì ta biết rồi là B là A và B là nằm ở cùng nhau một chỗ luôn. IDB cũng chính là cái là cái này này. Thấy không nào? Bây giờ tôi gọi lại cái hàm này nhá. Lại xem là bao nhiêu nhá. Đây. Là hai. Vậy có hai anh, có hai anh cũng chỉ vào thiếu nào. Bây giờ tôi viết là C bằng A. Và tôi gọi lại cái này, tôi thấy nó rất là nó có 3 ngày. Có 3. Ba ngày đó. Đấy, như vậy là ở trong Python là cho phép chúng ta làm có nhiều cho phép là có nhiều cái tên cùng trỏ vào một cái đối tượng, trỏ một cái object nào đó vào trong bộ nhớ, được chưa? Như vậy là vậy thì không, như vậy cái định nghĩa nói là một cái biến làm cái tên của vùng nhớ là không, là không đúng, chắc là không đúng này, là không 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 đúng lắm, mà phải là tên. Như vậy ở định chính xác ở trong trong Python, chúng ta hiểu là cho ta hiểu biến cái gì, biến chính xác nhé, biến chính là cách đặt tên, tên làm cái tên dùng để chỉ vào chỉ các cái đối tượng dữ liệu. Những chỗ này này thì là trong bộ nhớ máy tính, trong bộ nhớ máy tính thì cái định nghĩa này có thể hợp lý hơn đối với Python và C, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi đấy, như vậy là nó rất khác nhau, khi mà chúng ta ở trong khi chúng ta viết x bằng một ở trong Python thì là x sẽ trỏ vào một cái đối tượng là một, đối tượng có giá trị là một, đối tượng này nó có 4 ngăn ở trong bộ nhớ, đúng nào? Còn trong 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 Pascal thì x là chính là một vùng của bộ nhớ luôn, vùng của bộ nhớ, cái vùng này x luôn và nó chỉ là một, được chưa? Ở trong Python khi tôi biết là y bằng x thì tức là y cũng trỏ vào đây luôn, y trỏ vào đây. Còn ở bên này khi tôi biết y bằng x thì nó sẽ tạo ra một cái vùng khác, y này. Đây là một. Vậy là hai bên các bạn thấy nó khác hẳn nhau. Cách mà quản lý biến ở trong Pascal về ở bên trái C nhé, còn bên 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 ở bên phải của bên trái chính là Python. Bên này chính là cách mà Python nó quản lý biến. Bên này là C và Pascal. Thầy ơi, Ơi thầy giải thích lại cho em cái chỗ mà lúc import cái kiểu của cái khi mà cái dữ liệu của x ấy mà nó bằng 10 trên, thì tại sao
cái kết quả của nó lại bằng 64, còn lúc ở dưới thì lấy được cái A ấy thì em lại ổn ổn rồi ạ. Vì sao lại là 64 đúng không? Là Dạ vì như vâng ạ. này này, là thân bên cái này là vì như này thôi. Tại vì thế này nhé. Bây giờ tôi cho bây giờ tôi biệt lập cho bạn khác để sĩ tôi đặt một. Vâng ạ. Tôi đặt D bằng cho nhanh nhé, D bằng 0,1 nhé. Và tôi kiểm tra xem cái số 1 đó là có bao nhiêu biến để chọn vào nhé. Một có nhiều nữa, nhiều hơn là cái này này, là cái địa chỉ của một là cái này này, là cái ID của X đúng không nào? Đúng ạ. Enter này. 865 chứ không phải 10, 10 nữa là 664 đúng không? 10 là Dạ. 64. Vì sao là nhiều như thế này? Bởi vì như thế này. Bởi khi khi mà chúng ta mà khởi động phân lên ấy thì là nó khởi động nó sẽ đưa vào bộ nhớ là toàn bộ tất cả cái môi trường Python. Cái trong môi trường Python đó nó có rất nhiều các cái biến, các nhiều các cái hàm dựng sẵn, rất nhiều cái thứ, và ở trong đó trong có nhiều cái biến biến nữa, biến 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 hệ thống ấy mà chúng ta không nhìn thấy. Và như vậy là trong cái môi trường Python đó hiện nay đã có 865 cái biến đã chọi vào số 1 rồi, có sẵn ở Vậy cần. thì cái này có là cố định không hay là nó là ngẫu nhiên hả thầy? Nó là cố định ở thời điểm hiện thời là cố định, là như vậy sẽ là cái môi trường lập trình Python cho chúng ta mà gọi mà chúng ta mở đây, chúng ta đang mở cái file này là mở cái môi trường lập trình Python ra nhất, thì chúng ta phải lốt vào rất là nhiều các thông tin hệ thống của nó. Thì suy ra đâu nó có x là một, thừa ra thì là 864, ở trong máy nó có 864 cái tên đã trỏ vào số 1 rồi. Bạn đã hiểu không? Tức là gì? Mà khi chúng ta khởi động máy tính lên ấy thì ở trong bộ nhớ ấy, cái đối tượng là số 1 ấy, nó có sẵn rồi. Đối tượng là số 1 này. Và nó có là 864 cái tên. 64 Trở vào object ạ. nhiều lắm, rất nhiều cùng trỏ vào cái này nhé. X, Y, Z không nhớ, là không biết là đây là các tên hệ thống. Cái tên hệ thống. Nó gọi là bin in name, được chưa? Mà chúng ta là không nhìn thấy vì nó nằm trong hệ thống mà. Dạ. Là có 864 cái tên đã trỏ vào đây rồi. Và khi tôi biết là khi tôi khai báo x bằng 1 thì thêm tăng thêm 1 thôi là 365 cái gì đây nhé. Còn nó có rất nhiều, nó dùng rồi, dùng rất nhiều cái biến này rồi, cái độ này. Thì các đối tượng là như Dạ là đối vậy tượng thì cái việc mà là cái việc mà mình biết biết cái số lượng tên mà nó trỏ vào cái đấy thì để mình tức là để mình suy luận ra điều gì hay là để mình nắm được điều gì ạ? chẳng điểm gì cả, À biết tức là là mình biết không như thế thôi ạ. biết thì biết thôi chứ chẳng điểm gì cả. Thì À vâng ạ. đối với người dùng thì chúng ta không cần biết cái đó nhé. Nhưng Không 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 ảnh hưởng đến việc là mình cân nhắc khi dùng ấy ạ, khi dùng dữ liệu. không hiểu tí nào luôn, không hiểu nhé. À rồi vâng ạ. Dạ Như vậy dạ. là một cái đối tượng ở trong lưu trữ trong bộ nhớ đấy, cụ thể trong bộ nhớ nó có bốn tham số, một là type đúng là kiểu này, ID hai là value này, giá trị này, cái thứ ba là ID. ID là bộ nhớ này, địa chỉ bộ nhớ này, một cái thứ tư Đây phần là cao. reference count đúng không? Dạ. Thì cái reference count nó dùng để gì này luôn nhé, Đếm cái số lượng trỏ vào đúng không ạ? nó trỏ vào thì như này này. Đây là một cơ chế là dùng để điều khiển, để điều khiển bộ nhớ của Python. Khi mà Python mà rà soát cho bộ nhớ, nhưng mà có một cái nó có một đối tượng nào đó trong bộ nhớ mà cái reference count bằng không ấy, thì nó sẽ xóa đi, thì nó sẽ xóa cho bộ nhớ, nó xóa cho bộ nhớ, nó xóa nhé, xóa cho bộ nhớ. Còn reference count mà lớn hơn không thì nó sẽ không xóa, cho là qua đang dùng được chưa. Như vậy là À rồi. Python là nó cho phép là cơ chế là tự xóa tự tự nó không phải như là trong Pascal, trong C. Theo biết ngày xưa tôi không biết, là bây giờ biết lắm, ngày xưa là nếu chúng ta dùng nhiều quá nó đầy bộ nhớ là nó đầy, mà chúng ta không không xóa được, không tự xóa được, chúng ta phải tự xóa. Còn máy tính nó không tự xóa, cho nên cái người dùng ngày xưa tôi nhớ là ngày xưa chúng ta dùng Pascal hay C ấy,
là chúng ta học rất tiết kiệm, dùng không dùng lần thì xóa, còn ta Python rất hay là nó tự xóa. Nhưng mà cái phần cao là cái thông số để nó máy tính nó tự xóa, nó tự động xóa các cái tên ở trong bộ nhớ, được chưa? Còn chúng ta cũng có thể xóa bằng cách sau đây, chúng ta dùng đen để xóa thì vẫn được, đen để xóa là vẫn được, được chưa? Nhân viên cho các bạn xem nhé. Đây bây giờ đây tôi vẫn quay trở lại là cái A này, A là 1 2 3 nhé, B cũng là 1 2 3 nhé, C cũng là 1 2 3 nhé, được chưa? Rồi, thế bây giờ như này. Và cái ID của B đây này nhé. Thế bây giờ tôi biết là A. Tôi gắn một cái giá trị khác, ví dụ như là 1 4 5 chẳng hạn. Thì như vậy A nó đã thay đổi sang một cái địa chỉ mới đúng không nào? Đấy, như vậy là B khác nhé, bây giờ cái ID của B là khác này, ID của B là khác này, đó ID của B là khác, và do đó những chỗ đó chúng ta biết là B is A là nó không nó false rồi, tra lại cái ID B nhé, đây ID của B nó không còn là ba, nó sẽ còn là 2 thôi vì A nó chuyển chỗ khác rồi mà, đúng không? A này còn là 2 thôi vì là A đã chuyển A chọn sang một chỗ khác rồi. Đây, chúng ta thấy nhé, bạn có hiểu về quy luật này không, hiểu xem vì sao chúng ta là 2 không, đúng không? Dạ rồi, dạ rồi. Tức là chúng ta tạo một cái đây A nhé, A chọn vào cái vùng là 1 2 3 đây, đúng không? B chọn vào đây, C chọn vào, vậy là cái rê phần cao này Bằng 3. vòng 3. Bây giờ tôi gắn A bằng cái mới, A chọn sang cái mới đúng không nào? Vậy thì còn hai ạ, 3 trừ 1 ạ. Cái này nó mất đi mà, nhưng mà cái A mới chỗ này còn 2 thôi, chỗ này nó còn 2 thôi. Đấy. Và tôi cho các bạn xem là cái cách mà chúng ta có thể gọi nó hơi 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 lằng nhằng một chút. Đây cái hàm này cái hàm dùng để mà hơi lằng nhằng một chút. Nó có một hàm khác hay hơn, tôi nói sau. Để ta thấy rằng là cái em để ta biết được cái em như vậy là để biết được cái như vậy là mỗi một cái biến nhớ ở trong Python chúng ta có thể biết là một là kiểu đúng không? Kiểu của nó này. Giá trị của nó này, giá trị lấy gì đây là giá trị bình thường rồi, đúng không? ID của nó này, ID là địa chỉ của nhớ này. Và cuối cùng là cái reference card. Thầy cho em hỏi một chút ạ. Cái lúc mà thầy nói phần phần reference cao bằng không ấy ạ. Vậy thì ý là khi không có đối tượng nào mà tức là không có đối tượng nào mà trỏ vào đó ạ, tức là không có cái tên nào mà trỏ vào đó thì cái reference cao bằng không ạ. Đúng thế. À rồi, ok Đúng không? Thì ạ, khi mà rê vào công thì máy tính nó sẽ tự động kiểm tra và dạ nó xóa cái nhớ đi khỏi bộ nhớ, nó sẽ làm sạch bộ nhớ đi. ok, dạ vâng, dạ vâng, Đó là một cơ chế tự động dạ. nhé. Rồi. Đây, thế bây giờ chúng ta xem tiếp một tí nhé. Như vậy là gì? Đây, thế bây giờ nhé, bây giờ tôi làm tiếp một ví dụ khác nhé. Bây giờ A này. 1 2 3 4 tạm một đối tượng khác A nhé. B này bằng A này. Được chưa? Thì A bây giờ là cái level cao của cái đối tượng 2 3 4 này, nó là gì? Nó là 2 đúng không nào? Thì hai đối tượng trỏ vào. Bây giờ tôi đặt lệnh sau đây, A append 10. Đây là cái lệnh mà là gì? Thay đổi cái giá trị của A nhưng không làm thay đổi đối tượng A. A nó này, A nó thay đổi này. Thì B có bằng B như nào? B thì vẫn bằng A. Vì sao? Vì lúc bây giờ là A B cùng trỏ đối tượng nó không thay đổi. Chúng ta chú ý nhé. Chỗ này là chỗ rất đặc biệt đấy, chỗ này. Có hiểu không nào đây nhé? Bây giờ A đây.
A trỏ vào các đối tượng là 1, 2, 3, 4. B cùng trỏ vào, B bằng A đây. B trỏ vào. Được chưa? Biểu hiện cái này là A. A pen. 10. Thì nó sẽ bổ sung 10 vào đây và cái đối tượng nằm nguyên chỗ cũ. Đối tượng nằm nguyên chỗ cũ không thay đổi. Cái value thay đổi, cái value của A thay đổi. Vì sao thay đổi được? Vì A là cái đối tượng là gì? Đối tượng là khả biến. Ở trong pattern bao giờ chúng ta có ba kiểu dữ liệu là khả biến nhé. Một là list khả biến, hai là set khả biến, và ba là gì? Ba là từ điển dict. Ba cái này là khả biến. Khi thì viết cái này này, a vẫn trỏ ở đây, a vẫn trỏ ở đây và b vẫn trỏ ở đây. Thì chỗ này là chỗ mà chúng ta rất là chỗ này là chỗ mà rất hay nhầm lẫn đối với người lập trình. Vì sao? Vì ở trong Pascal và C ấy, khi tôi viết b bằng a thì là tôi lưu a ra một đoạn là đến b, đúng không nào? Mà tôi cất đi và a thay đổi thì là b vẫn 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 như cũ, nhưng mà đây thì không, vì bây giờ là a b cùng trỏ một đối tượng, thì vì id của a đây nó vẫn là nó, id của b nó vẫn là nó, vì a b cùng trỏ vào một 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 đối tượng, cho nên a có thay đổi. A có append mấy đi nữa, 100 cái gì nữa thì A thay đổi, B cũng thay đổi theo. Mà thấy không nào? Đấy, chỗ này là chỗ rất là khó đây. Thế bây giờ tôi muốn A thay đổi nhưng mà B vẫn giữ nguyên. Bây giờ như này, tôi muốn làm như vậy, khi tôi gắn B bằng A đấy, khi tôi gắn B bằng A thì là AB sẽ cùng trỏ vào một, vẫn là một đối tượng đó. Nhưng mà tôi muốn là tạo ra một cái biến C có giá trị là giống A nhưng mà chọn đối tượng khác thì làm thế nào? Tôi muốn C cũng là tạo ra một đối tượng C cũng bằng là 1 2 3 4 10.000 này, nhưng mà C là khác A, thì ta làm như thế nào? Thế thì ở trong Python chúng ta có cái lệnh sau đây này, có cái lệnh là A chấm copy. Đây là cái lệnh này, nó sẽ tạo ra một cái biến mới, một cái đối tượng mới C trỏ vào nhưng có giá trị là giống A. Đây C nó vẫn thế thì cũng có giá trị giống A nhé, mà cái ID của C là khác rồi đấy. ID của D là khác rồi, là khác rồi. Cái này 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 là khác so với cái này rồi đó, là A thay đổi thì C cũng hay không thay đổi nữa, biến A này nhé. A này pen 1.000 này, 1.001 này, đấy nhé. A nó thêm vào là 1.001 này, nhưng mà C vẫn như cũ. Đấy, không được. Vì A và C là hai đối tượng là khác nhau. Như vậy là chúng ta có cái lệnh là copy. Thì lệnh copy nó có hai chỗ ở trong trong cái nhóm trong cái nhóm ở trong cái module là copy. From copy. From copy import copy thì tôi viết, có thể viết là d bằng copy cũng được. Đấy, thì chúng nó d nó là một d, nó không phải là a. Như vậy là cái lệnh nhà ta ra copy thì có hai lệnh, một là chúng ta dùng một cái thuộc tính, một cái phương thức của a là a copy như thế này cũng được, nó tạo ra một cái đối tượng mới, tạo ra một đối tượng mới có giá trị giống a, hoặc chúng ta dùng, ta xài cái hàm copy copy này từ cái module copy mà ta xài nó như thế này này. Mình chỉ đó, chúng ta phải có cái lệnh là from copy import copy thì mới được. Như vậy là như vậy, cái hàm copy nó có hai, loại nhé, có hai loại. Thì về cái phần này cái phần rất là cũng rất là phức tạp. Python tôi sẽ nói sau cái phần này. Mình chỉ biết là nó khá phức tạp. Được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta vừa mới nói xong cái cách cách quản lý chung của biến nhớ. Như vậy là như vậy chưa? Chúng ta thấy rồi, như vậy là biến ở trong Python là 100% là con trỏ. Bạn thấy có rõ không nào?
nó là con trỏ thực sự luôn, chứ không phải là nó không giống như là biến ở trong Pascal và C. Nó là chỉ đặt tên đúng vùng bộ nhớ. Khi trong trong Pascal tôi đặt x bằng bằng 10 thì x là một vùng cố định bộ nhớ không thay đổi được, trừ khi chúng ta xóa đi, chúng ta dùng lệnh xóa, ta xóa cái biến x đi, còn lại là nó vẫn luôn nằm ở vị trí đó, ở bộ nhớ, luôn chiếm bộ nhớ. Còn cái này không phải, cái này khi đặt đặt một cái biến mà là x bằng 10 thì là như vậy là cái 10 là một đối tượng trong bộ nhớ là khác, x là khác hẳn, là nó khác hẳn nhau, x là con trỏ trỏ vào vào đối tượng thôi, vậy là nó rất là khác biệt. Và cái cơ chế mà nó quản lý cái tên là nó rất đặc biệt nhé. X bằng 10 tức là gì? Tức là x trỏ vào một đối tượng là 10, đối tượng này là cái đối tượng mà nằm trong bộ nhớ. Đây là một cái object, mà object này là nó có 4 ngăn, chúng ta biết rồi, chúng ta nó có 4 ngăn. Một ngăn là kiểu, một ngăn là giá trị, một ngăn là là địa chỉ bộ nhớ, và một ngăn là reference count, là nhớ nhé. Và chúng ta có thể cái thật y bằng x gì thì y nó cũng trỏ vào, và z có thể cho phép bao nhiêu cũng được là trỏ vào. Như vậy là cái cơ chế mà gắn với x gì gắn là tên này ở trong Python là cơ chế con trỏ hoàn toàn nhé. Nhưng mà nó hay hơn cái nó con trỏ này, nó hay hơn, nó khác với con trỏ. Con trỏ ở trong Pascal là con trỏ chỉ vào một cái địa chỉ của bộ nhớ. Thằng này không, thằng này con trỏ trỏ một cái đối tượng, một cái đối tượng của ngôn ngữ, một đối tượng nhé. Đó, thế bây giờ chúng ta như vậy chúng ta xong phần đầu tiên, bây giờ tôi nói sang phần thứ hai, phần tiếp theo rất quan trọng luôn. Là từ nãy là tôi nói tôi nói các bạn là cái cách mà Python hiểu cái khái niệm biến nhớ là cái gì, biến hay là biến nhớ, các khái niệm là variable là cái gì. Này, khái niệm biến nhé, tiếng Việt lại tiếng Anh nó là variable, đấy là biến hay là biến biến nhớ. Đó là một cơ chế là con trỏ đặt tên cho một cái đối tượng, cho một đối tượng nhé, đối tượng đó là nằm trong bộ nhớ chứ nó không trực tiếp trỏ vào vùng bộ nhớ. Và một con trỏ đó chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể trỏ sang chỗ khác được thoải mái. Thì cơ chế nó quản lý ra sao? Thì chúng ta sang phần 42 thì cơ chế quản lý biến trong Python. Thì phần này là phần chính đây. Khi chúng ta hiểu ở phần trên rồi thì chúng ta sẽ học sang cái phần này. Thì phần này là phần rất cơ bản, phần này là phần cơ bản mà trong sách có sách giáo khoa cũng đều không hề nói, không nó coi như là nâng cao. Thì cách quản lý biến trong Python là hiểu như này, là cái cơ chế quản lý là quản lý thông qua khái niệm là namespace nhé. Tôi viết dùm câu chúng ta nhớ mãi thôi. Python là sử dụng namespace để quản lý biến, mà không những biến đâu, quản lý các cái tên. Quản lý tên thì đúng là quản lý biến, như tên hàm tên các cái lớp vân vân, nó là namespace, là cái từ name là tên mà, nhưng mà namespace là quản lý tên. Đó. thì cái biến cũng làm một trường riêng của tên thôi nhé. Như vậy là cái, như vậy là tổng thể là name này, namespace là cái dùng để quản lý gì, quản lý các cái tên. Tên này gồm có là biến này là một này, hàm là hai này, lớp là ba này, lớp dữ liệu mới đây, lớp. Như vậy tất cả cái này là thằng namespace nó quản lý hết nhé, quản lý hết. Thì cách làm một cái namespace là như sau này, chúng ta hiểu cái namespace là như này nhé. Cái name space là cái gì? Nó chỉ là một ánh xạ. Ở bên trái là name, ở bên phải là object. Được chưa? Khi chúng ta viết là x bằng 1 thì máy tạo ra biến một cái đối tượng là 1,
và X đặt ra ở đây và nó trỏ sang bên này. Các bạn thấy không? Khi tôi đặt là Y bằng X như vậy lại sẽ tạo ra biến Y nó trỏ vào đây. Chưa? Khi tôi đặt A bằng 1, 2 nó tạo ra một cái đối tượng là 1, 2 và biến A trỏ vào đây. Thấy không nào? Bây giờ tôi viết là B bằng A thì B nó trỏ vào đây. Bây giờ tôi viết là A bằng A cộng một cái list nữa, ví dụ như là 3, 4 thì sao? Thì cái này chúng ta tạo ra một cái list mới là chính là 1, 2, 3, 4 và A xóa cái này đi, nó trỏ vào đây. Luôn là cái namespace, luôn luôn là nó, nhưng mà cái namespace là cái gì, là cái là nó để nó quản lý cái ánh xạ từ một cái name vào một cái đối tượng. Chúng ta đi cái một cái hàm def, một cái hàm f là nó, đúng không? Thì bản thân hàm nó cũng là đấy, bản thân cái hàm nó cũng là đối tượng biết rồi, tạo ra một cái function nó làm một cái đối tượng và cái f trỏ vào. Chúng ta nhớ lại hôm trước là học rồi là bản thân hàm nó cũng là đối tượng, mà bản thân hàm là đối tượng, thành một cái lớp là đối tượng, thì tất cả mọi thứ nó đều ấy hết, nó đều tiếp đây mình tôi gửi gắn lên, tôi gắn như sao thì tôi gửi gắn là m bằng f vô tư đi và như m đây nó trỏ vào một cái hàm này, được chưa? Đấy thì vậy tất cả các cái hàm là cũng là đối tượng cả. Ở trong Python nó có sẵn các cái hàm mặc định, nó còn hàm mặc định để chúng ta gửi nền đi build in, dùng lệnh này này. Lệnh này nó sẽ ra đây là trên bên đây là tất cả những cái đối tượng, những cái tên và các cái hàm có sẵn, hàm mặc định. Đoạn thế như vậy, vậy đây 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 chính là cái nó đã nằm trong cái namespace mà nó quản lý rồi nhé, quản lý rồi tất cả những cái này. Cho nên nó có thấy là như nó với chúng ta xem là cái số 1 là 800 bao nhiêu cái reference cao chọn vào cái đối tượng là 1, đây cũng nhiều này cơ mà, nó rất là nhiều. Đấy, được chưa? Đó rồi, cái bây giờ như vậy là nó chính là cái namespace rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần cốt lõi của bây giờ của hôm nay, đây phần này phần quan trọng nhất đây. Thế thì cái cách quản lý của namespace nó như thế nào? Như vậy cái namespace là một cái cơ chế dùng để ánh xạ tên và một cái đối tượng khi chúng ta làm cái lệnh nào đó để mà tạo ra một cái biến mới, tạo ra cái biến mới gán, lệnh gán ấy, thì lập tức là máy tạo ra một đối tượng ở bên phải và tạo ra một cái tên và chuyển và chọn nó sang, được chưa? Thì tất cả các lệnh gán hay lệnh tạo hàm gì đó thì là chúng ta thì như vậy, thì cái cơ chế là namespace. Như vậy thì ở trong Pascal, như vậy câu hỏi đặt ra là trong Python nó có những cái namespace nào? Nó có một cái namespace hay là có nhiều namespace? Đấy, để chúng ta biết, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời nhé. Đây. Thì cái câu trả lời sao? Câu trả lời là nó có rất nhiều namespace. Chính thế nó rất là phức tạp nhé. Nó rất là phức tạp. Thì như sau nào? Nhé. Là nó có nhiều namespace. Tùy thuộc vào cái thực tế mà chúng ta sử dụng và cái điểm hiện thời thì cái namespace nào nó hoạt động thôi. Nhưng mà nó có rất nhiều cái namespace tại một thời điểm
chỉ có một namespace hoạt động thôi. Namespace hoạt động. Và cái namespace này sẽ điều khiển hoạt động của tên hay là biến ấy. Thế là chúng ta làm nó biến là chính nhé. Nhưng mà là tại thời điểm chúng ta lập trình, chúng ta dùng lệnh gán x bằng 20 chẳng hạn, thì cái namespace hiện thời đó có một thôi nhá, chỉ có một namespace hiện thời thôi, nó sẽ quản lý và nó sẽ tạo cái x này trong cái namespace đó và nó trỏ sang cái đối tượng là 20. Là namespace luôn nó có hai cái nhé, bên này là đối tượng, bên này là name. Khi chúng ta tạo ra cái này thì cái namespace hiện thời này nó sẽ tạo ra đối tượng là 20 ở bên này, x bên này, và nó gán sang, chọn sang, và chỉ có một cái namespace hoạt động thôi. Thế như thế chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một chút nữa nhé. Thì cái mô hình namespace là nó như thế này, mô hình namespace là nó như sau nhé. Tập hiểu nó mà như này, nó có một cái mô hình to nhất khi chúng ta vừa mới mở, khi chúng ta tạo, chúng ta lập trình ngay từ đầu, tạo ra chúng ta tạo một cái file P cho lập trình, hoặc chúng ta mở cái phần mềm lên, mở cái môi trường tương tác lên, thì nó có một cái namespace bao trùm, nó gọi là global namespace, thấy chưa? Thì đây là cái namespace phổ quát nhất mà dùng để quản lý khi chúng ta làm việc ở trong, tôi làm ở đây này, khi tôi làm việc ở đây này, tôi làm việc ở chỗ ở ngăn đây này, thì mình cứ thuận D bằng shape như này chẳng hạn, tạo ra một cái tập hợp tập rỗng, thì cái D này là cái tên này được cái namespace global tổng thể nhỉ, dùng từ tổng thể, namespace tổng thể để quản lý, được chưa? Rồi ở bên trong các cái hàm thì là mỗi một hàm nó có một cái namespace riêng, nó gọi là local namespace. Khi mà tôi làm việc trong cái hàm nhé, thì nó có một cái nó là local namespace. Mỗi hàm có một local namespace để quản lý cái hàm đó, quản lý tất cả các tên ở bên trong lòng cái hàm đó là namespace nhé. Ngoài ra nếu một cái hàm này mà chứa cái hàm khác thì cái hàm trong cùng là local rồi, còn các cái hàm trung gian thì nó có một lớp, các lớp trung gian nữa, thì cái lớp trung gian này là cũng là thì nó gọi, cái này nó gọi là non local namespace. Thì cái local namespace là cái hàm mà chúng ta đang làm, thì bên ngoài cái hàm này có thể cái hàm này nằm trong cái hàm khác, thì cái hàm khác đó nó gọi là non local namespace, còn ngoài cùng nó là global namespace. Hôm trước các bạn nói về cái biến nhớ luôn, thì là nó lại biến ở ngoài cùng thì nó gọi là biến là global, biến ở bên trong hàm thì gọi là biến là local, còn biến ở những cái hàm trung gian ở giữa thì nó gọi là biến là non local. Nhưng mà là cái biến mà nằm trong cái namespace nào thì nó đặt tên đúng là nó, thế đặt tên đúng như vậy. Vậy chúng ta có ba loại biến nhớ, là biến nhớ là biến là biến là global, biến non local và biến local, chúng ta hiểu chưa nào? Đó. Đây, ví dụ như là ở đây tôi đang ở con trỏ ngoài cùng đấy nhá, thì chỗ này là đang ở chỗ này đang là ở trong là cái global namespace.
Bây giờ tôi định nghĩa cái hàm def f, xong rồi tôi án bây giờ x thì bằng 1, y bằng 2, lên như vậy được chưa? Và tôi return x cộng y, thì cái x gì này này, y này là nằm trong cái đoạn này, cái local namespace. Các namespace là hoạt động đối đầu với nhau, cho nên là cái biến x này này nó còn thấy bên ngoài này, nó không nhìn thấy thằng bên ngoài này, bên ngoài này nó không phải nhìn thấy ở trong này, trong này cũng không nhìn thấy ra ngoài này. Các vì sao như vậy? Vì tại một thời điểm nó chỉ có một namespace hoạt động thôi, các namespace khác thì không hoạt động, cho nên là tại một thời điểm nó chỉ gắn cho trên tôi, cho nên ở trong các bên ngoài có thể là gắn là x gì đây, đây cũng là x gì thoải mái, x gì thoải mái nhé, không không bị sao cả, không bị, vì là cái thằng này là quản lý bởi cái thằng này là global namespace, thằng x này là quản lý bởi cái anh này, thằng này quản lý bởi anh này, cho nên nó không ảnh hưởng gì cả. Thì gọi thấy là đây đây là sự khác biệt giữa cái cách các cái biến ở trong trong hàm trong Python mà trước tôi nói rồi. Đối với Pascal và C không phải, Pascal và C thì cái biến x bên ngoài không đặt bên trong là x nữa, vì cái biến mà tạo bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ là biến tổng thể có tác động ở trong tất cả các hàm bên trong. Còn với Python không phải như vậy, mỗi một cái biến như vậy nó được sinh ra ở đâu thì nó chỉ có tác dụng ở trong cái ở trong cái nó thôi, ở trong cái này thôi. Để được không nào? Đó, cho nên là tại thời điểm chỉ có đúng một namespace hoạt động thôi, mà namespace đó nó không nhìn thấy ở không nhìn thấy ra bên ngoài. Đấy, cho nên nó rất là khó nhé, cho nên là nó chỉ có một cái namespace hoạt động thôi. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút này. Thế thì mà đây. Ở đây là global. Ở bên này là non-local. 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 Còn bên trong lòng là local. Local. Được chưa? X gì ở đây. Thế nếu chúng ta không khai báo gì cả, ta viết là thế là hiểu ngay. Thằng x này là của thằng local này. Thằng x này là của thằng này. Thằng x này là global. Thì chúng ta muốn là thằng x này là thằng x này là một đấy. Thì ở đây chúng ta khai báo là global. Như tôi nói rồi, chúng ta khai báo là global x. Khi mà tôi khai báo global x thì máy hiểu như nào? Máy hiểu à? Bây giờ là cái biến x này là chính là cái biến mà được định nghĩa ở bên ngoài và bên trong này là một, mà chúng ta dùng nó như là biến tiêu tổng thể với bình thường. Đấy. Còn nếu bây giờ chúng ta muốn làm cái biến ở bên trong này là giống biến năng lượng ẩn này thì chúng ta đặt việc đặt tên của y nhé, y chúng ta đặt trong này này, chúng ta đặt là năng local y, thì như vậy là gì? Bây giờ cái y này là cái biến này là đặt ở trong trong này, trong cái local namespace này, nhưng mà thực chất là nó chính là cái biến ở bên bên cái năng local này. Đó. Được chưa? Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp này. Đây. Ở global đây, tôi viết x đây. X bằng 10 đây. Vì ở trong này non local, vì là y bằng 20 ở trong này là local, z bằng 1 nhé. Như vậy là các biến này khác nhau. Bây giờ tôi hỏi này, ở trong này tôi có thể đặt một cái biến là z bằng x được không? Đó. Thì chúng ta chú ý nhé, thì ở trong cái lệnh gán thì chúng ta sẽ lại lệnh gán này đạt được không? Đạt được. Lệnh này là không lỗi nhé, lệnh này là không lỗi. Vì như sau này. Đây vì tôi mô tả lại chính xác nhé.
ở trong bất cứ một cái namespace nào, khi tôi đặt là Z bằng A biết như thế này thì máy sẽ làm như sau. Máy sẽ làm như sau. Máy sẽ làm như sau. Đầu tiên máy kiểm tra xem là A có hay không ở trong cái namespace hiện thời. Nếu mà không có, nếu có thì dùng ngay. Đặt được không có thì nó sẽ mở ra, nó tìm ở trong cái năng local namespace này có hay không có cái A này. Nếu không có, nếu có thì tốt, nó dùng. Không có thì thôi. Không có nên là tìm tiếp sang ở bên ngoài. Cho nên là như vậy, nếu cái bên A được khai báo ở bên ngoài, bên trong nó vẫn nhìn thấy, mà chỉ nhìn thấy như một đối tượng thôi, chứ không nhìn thấy như là một cái biến. Đấy. Cái này là cái khác biệt. Biến là khác và đối tượng là khác. Biến là khác và đối tượng là khác. Chúng ta chú ý nhé. Đây, như tôi làm này cho các bạn thấy. Vẫn nhìn thấy. Đây. Chúng ta thử nhé. Đây. Tôi đặt là n bằng 10. Mà n là biến tổng thể bên ngoài. Biến tính def à, một cái hàm f. Thằng tôi đặt x gì? Bằng n được không? Cộng 1 được không? Và tôi return x được không? Tôi biết là f này có được không? Thì một thế này được nhá, vì lệnh này này x này khi thì viết cái này nhá thì máy hiểu à, như vậy tạo ra một cái biến x là nằm ở trong cái namespace của hàm hàm f, và khi x bằng n à thì máy hiểu à, nên nó gọi giá trị, nó gọi nó đặt gọi đến cái đối tượng là n, kiểm tra n là có trong cái là có trong cái local này không, namespace không, thì n không có, nó tìm ngược ra ngoài n có đây. À, anh nó gán luôn lên n bằng 10 và x ra bằng 1, trả lại chỉ 1. Như vậy bên này vẫn đúng, không đúng, vẫn đúng, không sai. Hiểu không nào? Bạn hiểu có như này không? À, nhưng mà đây là ví dụ nhé. Là ở bên trong vẫn có thể nhìn thấy các đối tượng, nhìn thấy như là một đối tượng, chứ không phải nhìn thấy như là một cái biến. Được chưa? Đây, bây giờ làm cái này sẽ bị sai này. Nên tôi coi cái quay này như là một biến sẽ bị sai. Def này, g này. Thì biết là n bằng n cộng 1. Vậy tôi hiểu hiểu n anh như như là một biến, và tôi return n. Tôi gọi g này. Máy báo lỗi ngay. Báo lỗi ngay. Vì nó không ở đây nhé, tôi giải thích vì sao này. Mày nó báo là unbound local error, hay là nó quay là before assignment là cái gì đây, hiểu như này nhé. Khi mà tôi viết là n bằng n cộng 1 thì máy hiểu như sau này. Máy sẽ hiểu à, khi viết n bằng này thì máy sẽ hiểu gì? Máy sẽ hiểu là tạo ra một cái biến mới, biến n mới. Biến n là mới tinh. Là mới tinh. Nhưng mà n cộng 1 bên này thì n nó chưa được gán gì cả, mà nó đặt luôn vậy. Máy báo là như vậy, đã gán mà chưa kịp gán thì nó đã gán bằng này rồi, như vậy là lỗi đấy. Hay là tôi hiểu là cái này nó không phải là một n, không phải là một cái biến, không phải là một cái đối tượng nằm ở trong cái local namespace, vì tôi tra cứu cho n là trong cái namespace nó không có, chỉ biết là bị sai nhé. Đó. Ở đây thì đúng này, đây thì đúng này. Ở đây thì sai. Đấy, các bạn chú ý nhé. Chỗ này là chỗ mà tương đối khó đúng không nào? Đây. Bây giờ tôi làm đây là đối đối n, đây là kiểu dữ liệu là đơn, là bất biến, vì tôi sang khải biến này, khó hơn này. A này. 1 2 3. Được chưa? Tôi khai báo một cái hàm này. FF này. Chưa? Tôi khai báo A bằng A cộng 1, 2, 1, 12 đi, 13 đi. Nhé, và return. À, hỏi có lỗi không nào? Mình hỏi các bạn là họ bị chạy đài có lỗi không? Lỗi không nào? À, câu trả lời là có lỗi. Vì sao? Bởi vì đây này,
vì cái giống như thế này thôi, là ở đây chúng ta đặt này thì hiểu như vậy, ta hiểu a là một cái biến, a bằng a cộng cái gì mà làm cái biến, vì cái lệnh a cộng cái này này nó tạo ra một cái một đối tượng mới, nó gắn được vào a, đây là lỗi, máy báo lỗi ngay đó. Còn như này thì không lỗi này, vì biết đây nhé, đặt tên là gg này, biết là b bằng a cộng với 22 11 11 mà tôi return b thì lần này là không lỗi nữa, không lỗi. Vì sao? Vì ở đây nhá, tôi tạo ra đây là tôi tạo ra một cái biến địa phương là nằm trong cái local namespace của cái hàm mg, và tôi gắn bằng a cộng cái này, thì khi máy nó kiểm tra cái a này thì nó thấy a là không có ở trong cái không có ở trong cái là cái local namespace, nó tìm ra bên ngoài, bên ngoài có đây và nó làm luôn. Vậy đây là a, hiểu a, nó a là một đối tượng ở bên ngoài và nhìn thấy luôn, à nhìn thấy luôn, và nó gì, và nó chẳng phải b nhưng mà không lỗi. Đấy. Thấy chưa? Nhìn vào kết quả thứ ba nhá, đếp này, g này nhá, thì tôi biết là a chấm pen 10 return a, hỏi là a có lỗi không nào, à, hỏi không, hỏi có lỗi không nhé. Đây này, lệnh này là cái lệnh này, mà lệnh này là lệnh mà tác động lên a như là một một đối tượng thôi, không phải một biến. Đó là vì Không lỗi. a, vì a là cái kiểu dữ liệu của a, là kiểu dữ liệu list, a là kiểu dữ liệu là khả biến, cho nên là lệnh append là tác động được, cho nên cái lệnh này là ăn, lệnh này là ăn là không sai, chứ đi thuật a là không lỗi nhé. Mà tôi gọi gg này, trả lại là a là cộng thêm 10 gì này, và kiểm tra a này cũng tăng lên rồi này, đấy thấy không nào. Chứ các bạn thấy nhé, đây trường hợp một trường là gì, là cái biến ở bên ngoài, cái biến ở bên ngoài là ảnh hưởng đến cái hàm khi mà chúng ta gọi, có thấy không nào. Các bạn có thấy chỗ này không? Như vậy là như vậy là một biến tổng thể bên trong, bên trong hàm vẫn có thể thay đổi giá trị của biến tổng thể đó, nếu biến tổng thể đó là kiểu là gì, là kiểu, là kiểu khả biến. Còn là kiểu mà nếu mà biến bên ngoài đó là kiểu bất biến thì bên trong không thay đổi được, nhưng đến từ bên ngoài là khả biến thì vẫn thay đổi được. Cho nên là chỗ rất là khó, cho nên là chỗ rất là khó của Python, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi nói thêm một chút nữa, một cái cuối cùng nữa là như thế này, đồ hôm nay bài hôm nay là tương đối dài và khó nhé. Khi mà tôi viết một cái khai báo cái biến như thế này, đến này Ôi, về chị học đi. x gì, khai báo này thì là cái gì đây, thì khai báo là x gì bằng 2, sau đó là return x đúng không, rồi thằng x gì như này đúng không. Thì khi mà tôi khai báo một cái hàm mà như này nhé, thì khi tôi truyền các chị vào thì như là tôi là cái này, hôm nay thôi, hôm nay không nói tiếp này, cái này để sang buổi sau đi, sang buổi sau đi, vì nói hôm nay thôi chúng ta dừng ở đây, chúng ta dừng ở đây thôi. Cái bài này là cái chữ phần này là phần nói thêm và sẽ rất khó, trong buổi sau chúng ta mới hiểu được. Đầu đó chúng ta tổng tổng kết lại nhé, tổng kết lại là gì, là cách mà Python quản lý các cái biến, tên biến cũng như là tên hàm thông qua cái namespace, và tại một thời điểm nó chỉ có một cái namespace hoạt động thôi. Namespace tao hiểu như là một ánh xạ các cái tên tên và các cái đối tượng, được chưa. Và hệ thống namespace nó lồng ba bốn lớp, lớp cuối cùng là local namespace, lớp vào giữa là non local namespace, và lớp trong cùng là local namespace đó, được chưa. Đó là cái phần rất là cơ bản, rất cơ bản của cái phần quản lý biến nhớ đối với Python. Bạn có thấy chỗ này là phần này nó khác hẳn so với C và Pascal. Thì sẽ là buổi sau tôi sẽ nói kỹ hơn là khi chúng ta khai báo một cái hàm fxc, xc được truyền vào như thế nào. Thì cái phần này phải sang buổi hôm sau tôi mới, vì nó cũng rất là khá phức tạp.
chuyên miền chúng ta sẽ hiểu hơn, buổi sau chúng ta sẽ hiểu hơn là cách truyền tham số, truyền dữ liệu qua đối số ở trong hàm là như nào, nó khác hẳn so với Pascal. Pascal chỉ có hai, Pascal sẽ có hai kiểu truyền qua tham số của hàm là tham biến và tham trị, nhưng mà cách truyền dữ liệu, truyền đối tượng qua hàm ở trong Python là nó như thế nào, khi tôi khai báo là fxy thì xy đây là hiểu như thế nào, thì là sang buổi sau nhé, cái này là buổi sau. Cái này cách truyền dữ liệu qua cái đối số xy như thế nào, thì chúng ta sẽ dành cho buổi hôm sau. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Bạn thấy khó hiểu không? Phần này là có hiểu không, không, không. Tôi cho tôi làm hiểu dần hiểu dần nhé, dần sẽ hiểu dần. Thôi chúng ta nghỉ nhé. Dạ vâng ạ. Nghỉ.